xin chào toàn thể tất cả mọi người ngày hôm nay tem enagic eu đã có một cái buổi ghi hình số 3 để hướng dẫn toàn thể tất cả quý vị các anh các chị về cái cách sử dụng máy cũng như là rửa máy điện giải lọc nước căngen và anh kiên sẽ thay mặt cho nhóm hướng dẫn mọi người các cái thao tác cụ thể khi mà chúng ta dùng máy điện giải lọc nước căngen và chúng ta biết cách rửa máy làm sao cho À, chúng ta có một cái lượng nước nó ra ổn định nhất và tốt nhất à, và qua câu qua cái việc ngày hôm nay thì anh Kim có thể à, nói qua là tại vì sao chúng ta phải rửa máy và thời gian chúng ta rửa máy là bao lâu chúng ta có thể rửa máy một lần bây giờ kiên sẽ à, hướng dẫn cho tất cả anh chị em trong team à, energy à, chấm yêu hôm nay về cái cách rửa máy và trước khi vào rửa máy thì kiên cũng nói một chút về cái kỹ thuật à, rửa máy thực ra nó rất đơn giản. À, thì khi chúng ta đã sử dụng mà một thời gian thì chất tất cả trong quá trình sử dụng thì à, trong đó có cái tám địa bạch kim nó trong quá trình điện phân nó sẽ vẫn còn bám nhiều cái động canxi à, và những cái tạp à, chất. chất trong trong nước vẫn còn lại thì nếu đúng ra kỹ thuật của công ty thì uh, trong quá trình có thể một tuần 2 tuần 3 tuần uh, một uh, lần rửa nhưng mà do cái trải nghiệm của kiên đã dùng gần 2 năm thì kiên thấy tại cái nguồn nước ở praha này thì cứ tầm một tháng thì kiên rửa một lần thì kiên nghĩ là chắc là uh, khi rửa máy nó cũng tùy theo những cái nguồn nước đúng không ta hậu tùy theo nguồn nước sạch và bẩn nhưng mà mình lấy cái độ trung bình có thể là anh chị em có thể rửa trong 2 tuần 3 tuần và à, cái điều à, đấy còn phụ thuộc vào cái việc là mọi người sử dụng nhiều hay ít nữa đúng rồi đúng rồi đấy chính vì thế thôi chúng ta cứ lấy cái mốc của nó nào một tháng thì kiên vẫn một tháng một lần thì trước khi vào rửa máy thì uh, uh, kiên cũng uh, uh, bây giờ tất cả anh chị em có thể chúng ta hướng vào uh, máy uh, điện giải uh, uh, k 8 được không vậy chúng ta sẽ uh, từ đầu chúng ta sẽ Hướng dẫn ngay từ đầu và em thấy anh kiên có một cái hộp trên bàn trước khi rửa máy thì bao giờ một cái máy mới của công ty khi mà đem về tại gia đình chúng ta thì bao giờ trong cái máy của chúng em về cũng có một cái hộp này thì cái hộp này thì trong đó không có gì ngoài uh, một cái hộp đựng cái uh, muối axit uh, cái này tức là cái cái để để rửa máy và thứ hai là cái giả của cái phin phin lọc phin uh, giả và thứ ba nữa là cái uh, gói dung dịch, dịch uh, axit tức là cái này nó làm sạch Để máy làm sạch thì uh, đây tiên là tượng trưng cho nên là mỗi một tháng chúng ta trung bình là mình rửa một hộp uh, nước như thế này chúng ta phải hai gói này trước khi vào rửa máy thì chúng ta nên làm một cái động tác này trước uh, có nghĩa là, là chúng ta phải chuẩn, chuẩn, bị chuẩn bị cái uh, cái hộp, uh, dung, dịch, uh, uh, hộp uh, acid. dung dịch nước hộp dung dịch nước axit và một cái uh, tin giả để à, chúng ta và à, vào máy đúng là... rồi. Mà đây kiên à, chỉ tự trích tức là chúng ta mỗi một lần rửa chúng ta có hai cái gói dung dịch này. Thì bây giờ kiên chỉ à, tượng trưng kiên làm một gói. Okay. Có được không? Vâng. Thì chúng ta sẽ mở ra mở đắp của cái và lắp vào à, cái bình à, để bình ra. ra và sau đó khi chúng ta có hai cái gói muối à, dung dịch đưa vào trong một cái hộp để chúng ta rửa máy như này thì chúng ta sẽ rót đồng này thời nữa. chúng ta rót đầy nước với 7.0. À. Ừ, đấy, chúng ta lấy luôn nước càng ghen Lấy nước 7.0. 7.0 thì bây giờ Kiên sẽ mở đầu tiên thì có đoạn nào thì sao? Chúng ta lấy 7 chấm và chúng ta bật máy nước càng ghen lên và lấy nước 7 chấm. Để máy chúng ta nước cho nước 7 chấm vào phải trong tính cái tính bình tính. mà ở đó là có cái gói dung dịch. Chúng ta đã cho khi sẵn. chúng ta này cứ nó tương đối gọi là đầy rồi nó có cho phép thì chúng ta lắp vào và chúng ta lắp đều đây cho nó uh, cho nó tan cái dung dịch ra đúng không và đồng thời thì chúng ta bắt đầu rửa khi mà chúng ta cho dung dịch vào trong cái hộp để chúng ta sẵn sàng chúng ta thay vào trong máy để lọc máy à, chúng ta lắc đều để cho cái dung dịch nó tan lên thì bắt đầu anh kiên đi vào cái quy trình để lọc máy trước khi đi vào thì chúng ta sẽ gõ màn hình cảm ứng lên và cái dưới cùng này ra hậu đọc cho là cái chữ gì ngoài cái sáu nút cảm ứng của công dụng của máy thì cái nút cuối cùng là cái nút setting là chúng ta phải bấm vào cái cài đặt ở trong máy Kiên sẽ ấn vào cài đặt sau khi cài đặt bấm vào cài đặt thì nó sẽ hiện lên cái tám cái nút ở đây là có tám cái hướng dẫn đầu tiên là ngôn ngữ này sau đến volume này đến setting cái độ pH này, xong đến clear máy và các cái công dụng ở dưới nữa thì cái nút thứ tư là cái nút clear. Đúng rồi, thì ta sẽ ấn vào nút thứ tư clear. Thì khi mà bấm vào nút clear thì nó sẽ hiện lên hai cái cái nút đó là yes và no, có nghĩa là là mình có rửa máy hay không. Thì bây giờ chúng ta bấm vào yes. Yes. Rồi. Sau khi bấm vào Z yes thì nó sẽ đi đến cái quy trình là nó hỏi chúng ta là đi vào cái quy trình rửa máy, ok hay là quay trở lại thì chúng ta bấm ok. Trước khi vào à, nó có 12 à 12 cái chương trình của 12 mình cái bước. 12 bước. Thì bước đầu tiên mình vừa làm trước đây nó đang bảo là pha cái cái dung dịch muối vào thì đã xong rồi. Thì bây giờ mình ấn tiếp ok. Ok thì nó nói như thế nào trong này? Tức là nói là bây giờ chúng ta phải thay cái đúng hộp này, bây giờ kiên sẽ tháo đúng không? Khi mà tháo đắp ra thì các anh các chị nhìn thấy là đây là cái hộp mà chúng ta có thể thay đây là hộp muối cũng như rằng là, là cái hộp axit chúng ta thay vào để rửa máy. Bây ừ, giờ ta thay ra. Ừ. Và ta lắp cái hộp muối dung dịch vào. để rửa máy và chúng ta lại lắp lại bình thường. Sau cái bước thứ hai mà chúng ta thay cái bình dung dịch vào thì chúng ta sẽ bấm ok. Th thứ ba này như thế này chúng ta đều biết thứ ba là uh, máy nó báo là chúng ta bắt đầu thay phim uh, thật và đưa phim giả vào. lên sau đó chúng ta sẽ tháo gạt cái cần để chúng ta mở cái phim ra ngoài nhất cái phim ra phim đây thì chúng ta phải chú ý nó có hai cái phim để chống nước chảy ra ngoài đây còn một cái phim thì chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta trả lại như cũ Đúng rồi. cho cái phim chính và đồng thời chúng ta đưa cái phim giả này vào chúng ta đóng lại thì bắt đầu khi chúng ta xong rồi thì chúng ta sẽ là OK. thì khi bấm OK xong thì là trong Điện đây nó báo gì? Rồi. Báo thứ 4 là chúng ta là lắp cái đường cái đường nước thải này vào. khi ừ. xong này chúng ta lại ấn tiếp về đúng, OK OK. thứ năm này nó sẽ bảo mình là là à, có start hay không? À, nếu mà mình start để mình mình khởi động để bắt đầu nó rửa máy. Chúng thì bắt đầu là start. chúng ta bấm start Vâng. thì khi ấn start là như thế này hoàn toàn bây giờ chúng ta không làm một động tác gì nữa chúng ta chỉ lúc ban đầu chúng ta làm năm động tác còn bây giờ bắt đầu là máy Mấy tự động, động rửa thì tự máy động rửa tự động rửa trong vòng 3 tiếng ừ. đấy 3 tiếng thì đây tất cả hiển thị màn hình ừ. là trong 3 tiếng ra hậu nhìn thì chúng ta có thể rửa máy vào sau qua một ngày tức là khoảng tầm trước khi đi ngủ Trước khi đi ngủ, chúng ta thì sẽ chúng được... ta rửa và có thể đến sáng, chúng ta cũng có thể là bắt đầu là hoàn tất các cái bước tiếp theo đúng không? Thực sự ra hoàn uh, tất của uh, cái bước tiếp theo thì nó rất đơn giản. Tức là khi mà xong rồi chúng ta bắt đầu tháo ra. Tháo cái vòi ra. Tháo ra tháo và đồng thời thai. đúng rồi thứ bảy, sau đó lại uh, thay chúng ta lại thay cái hộp muối hộp hộp là muối. bước thứ 8. hộp muối đưa vào đúng không? Và sau đó lắp lại là, filter lắp lại này 9. vào là bước đó. thứ 9. 9 sau đó chúng ta phải bấm trong, ok. 9 uh, uh, sau đó khi mà xong số 9 xong thì bắt đầu chúng ta mở vòi nước. Mở vòi nước để cho rửa. Thì trong quá trình mở vòi nước này trong vòng 3 phút cho sạch uh, hoàn toàn về đĩa bạch kim. Trong vòng 3 à, phút. Bước thứ 11 là chúng ta bấm khởi động và dùng nước lại bình thường. Đúng rồi. À, quý vị các anh chị và các bạn nếu các anh chị và các bạn uh, ai mà có những uh, thắc mắc hoặc là cần những sự trợ giúp thì mọi người có thể gọi điện vào số điện thoại của team uh, energy .eu uh, cho anh Trung Kiên, anh chị Thanh Hằng, gia hậu và tất cả các anh chị em trong cái uh, uh, banner trong các uh, các cái nhánh, trong các cái group để có được cái nguồn nước mà tốt mà ổn định để tốt uh, cho sức khỏe của các anh các chị thì các anh các chị nên uh, nắm được tất cả các quy trình để làm sao để chúng ta sử dụng một cách thành thục và thuận lợi nhất khi mà chúng ta uh, có được cái nguồn nước mà tuyệt vời tốt cho sức khỏe Tất cả các uh, bước rửa máy kia đã hướng dẫn cho mọi người Là từ bước số 1 uh, đến số 12 Nhưng thực sự chúng ta chỉ khởi động cái lúc ban đầu Chúng ta chỉ có làm việc từ bước, bước một, thứ 1 đến, đến bước thứ 5 bước, bước 6 Đó. Còn từ lúc 7 trở đi là tất cả uh, máy tự động uh, rửa tự động hết Mà chúng ta cũng không cần làm gì Chỉ sau 3 tiếng Và chúng ta phải tháo hộp mà muối rửa ra Lắp đặt, à, như uh, lắp đặt lại như ban đầu và chúng ta xả nước xong vòng 3 phút là chúng ta có thể sử dụng bình thường. Và chúc toàn thể tất cả quý vị các anh các chị những người đã sở hữu máy điện giải lọc nước Kangen à, mọi người có được à, những cái kiến thức để mọi người sử dụng một cái máy điện giải ra những cái nguồn nước tốt cho sức khỏe các anh các chị và chúc cho các anh các chị thật hạnh phúc và gia đình cũng như bản thân có một cái sức khỏe thật là cường tráng có nguồn nước tốt nhất cho gia đình